Hi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình nha. Mình là Hiếu Quay Hữu đây. Thì hôm nay thì mình cũng chơi tiếp cái con game Bebop thôi mọi người. Thì với cái số vốn là 2,5 mét thôi nha. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi cái con slot trái cây nha mọi người, Shipper trái cây nha. Rồi thì anh em nào mà thích chơi và trải nghiệm cái con game Bebop này thì đường link tải game mình có bỏ trong phần mô tả với lại dưới bình luận nha anh em. Anh em nào mà tải dưới lên mình đều có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm và test thử nha. Rồi thì mình chơi luôn là một mức cược là 180k nha mọi người. Ôi da, sao lắc lắc nữa rồi mọi người. Thì anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì giúp mình một like và một follow kênh nha mọi người. Anh em nào chưa bấm chuông thông báo thì nhớ bấm nó luôn nha. Mà anh em cứ bình luận với dưới video đi nha. Rồi có cơ hội thì mình random anh em trúng độc lá rồi các kiểu 20k nha mọi người. Rồi thì mình cũng có cái random video bên góc bên tay phải nha anh em. Anh em nhớ chú ý nha. Anh em cứ xem video rồi comment dưới video nha anh em. Và anh em đăng ký kênh, rồi like, rồi bấm chuông, rồi các kiểu đó nha mọi người. Ok nè, random cái đầu tiên nha. Thì mỗi cái video đều có lọc lá cho anh em hết nha mọi người. Thì mỗi cái thì 20k. Anh em là may mắn nhất thì hấp thôi. Google thì nó quyết định thôi anh em, 40 cái. Rồi, ok, có người hấp rồi nha. Thì tí nữa mình sẽ random tiếp cái bên phiếu Bebop nha mọi người. Rồi, ok nè, quả này Bitwin được có 1 mét mấy anh em. Sao nó không làm luôn ba quả bát nhờ, cay thế. Không biết cái slot trái cây hôm nay nhẽ hay không này. Ok nè, tiếp nha. Ôi, quả này ngon luôn anh em ơi, 700 mấy nè. Nhưng mà không có cái bát nào trên nữa là ngon rồi, định mệnh nó toàn là hai bát thôi. Nếu mà nó nổ ba cái bát thì được super win nha anh em, nhưng mà nó phải nổ kèm thêm một cái gì đó nữa nó mới nổ được super win. Còn nếu mà nó nổ ba cái bát thôi á thì nó sẽ không nổ super win đâu nha mọi người. Ok nè, tiếp nào, còn có 2 mét thôi mọi người. Quay xương xương nãy giờ cũng lỗ chứ chưa có lời gì hết á. Rồi quả này có lời nè, 400k. Và anh em nào mà xem thấy hay thì hãy giúp mình một like nha mọi người. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh luôn nha. Anh em ủng hộ giúp mình cái kênh nó phát triển lên nha anh em. Nói chung là anh em ủng hộ được các kiểu mình mới có động lực mình làm theo tiếp cái những video tiếp theo nha. Ok này, quả này super win anh em, ngon chưa, 21 nha. Ôi trời ơi, lên 3M rồi anh em ơi. Hôm nay ngã bộ muốn cũng tới công chuyện với cái con slot trái cây rồi mọi người. Nhưng mà mình chơi thì mình chơi thôi anh em phải xem hết cái clip này anh em mới biết được là mình thắng thua thôi nha. Nhiều lúc thì mình đang ăn như thế này thôi, nhưng mà tí nữa là mình còn đúng cái nịt đó mọi người. Còn nhiều lúc á, mình thua muốn hết rồi, nhưng mà mình cũng lên lại được mà, thánh bò mà. Nói chung là chơi cũng hên xui thôi mọi người, chứ không phải là mình hay mình giỏi gì đâu. Có lúc thì bú thì ngon, xui thì chịu thôi. Chơi là phải có thắng có thua, chơi là phải may mắn hên xui. Rồi game thì cũng phải có bịp đồ các kiểu anh em. Nói chung game nào nó cũng có bịp cả. Anh em chơi phải chú ý, muốn con nào mà nó nhẹ thì chơi, còn con nào mà nó hút thì nghỉ thôi. Nói chung là mình chơi là mình phải có cái đầu óc anh em à. Anh em đừng có vào mà cứ chơi hên xui thì cũng không ổn đâu. Ok, quay nãy giờ thì mình cũng chưa ổn rồi nè. Nói thế thôi chứ mình cũng thua sắp mặt á anh em à. Rồi bây giờ chuẩn bị thua rồi nè. Ok này, nổ đi trời. Nãy giờ Big Win cũng có rồi nè, Super Win cũng nổ rồi nè, nhưng mà chả là sao anh em. Ok, mày khó nổ quá, khó nổ quá. Lên 900k liều luôn rồi nhỏ. Một phát một này. Ôi xời, là đảo rồi anh em ơi. Lâu lâu liều thử phát và cái kết rồi. Ok, lật 300k lên. Rồi xong, tới công chuyện nữa rồi. Lên, đó, lên, lên luôn nè, trời ơi, lên luôn nè. Ok. chưa ra đảo anh em. Ây da, ây, giữ thôi. Ok, lụm kẹo này, tiếp nào. Ây da, giữ một phát nữa. Ok này, 4 mét này. Ok, vô quay tiếp nha anh em. Rồi thì cũng tới công chuyện với nó luôn hả, quay với mức cực là 900k rồi anh em. Điều ăn nhiều coi xem như thế nào nào. Ok này, rồi ngó bộ muốn tới công chuyện nữa rồi, phát cuối này. Ây da, nổ nữa anh em ơi, 4 mét này. Tưởng đâu đi rồi chứ, chưa anh em, cứ còn thở là còn gỡ thôi anh em.
Mà này cũng phải gỡ gì? Này là chơi liều kho máu. Ok này, tiếp nè. Rồi xong rồi, không thấy nổi gì luôn rồi. Ok, tiếp nào. Thì lại ra đảo nữa anh em ơi, ra lật bài nữa thôi chứ làm gì. Rồi, lật luôn 500k anh em ơi. Hay à, lên này. Ôi giời ơi, nó lại xuống nữa kìa. Cái nhờ biết bấm xuống là ngon rồi. Thôi, chốt lại luôn là 14k nhanh mọi người. Gãy rồi. Thôi, gãy thôi, chịu thôi chứ giờ biết làm sao anh em. Rồi thì con game mình đang chơi là cái con game Beatbox nha. Anh em nào mà thích chơi và thích trải nghiệm thì đường link mình có bỏ trên phần mô tả với lại dưới bình luận nha anh em. Anh em nào mà chơi game này thì cứ tải qua. Tải đúng dưới lên mình thì đều có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm nha. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại những video sau nha. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau nha.